Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện mô tơ điện. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái hệ thống điện của xe 4 bánh này. Tên cái này đã được đấu nối sẵn hết rồi, là về các bạn chỉ mua về dùng thôi. Đây là bàn ga này, còi này, đèn pha, đèn hậu này, đồng hồ báo điện này, đấy, báo công tơ mét này, động cơ này, tay phanh, tay đảo chiều này, cụm công tắc này, ổ khóa này. Đấy. Đây là tay công tơ mét này. Cái công tơ mét này thì nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý điện áp thôi, nhưng mà nó tính ôm ướm cho nên là nó mang tính chất là đẹp mắt. Tuy nhiên thì tốc độ nó cũng gần tương đương với những cái gì mình chạy thử ngoài thực tế, nó cũng tương đối chuẩn đấy. Nó đo bằng điện áp thôi. Đây là đồng hồ này, đèn lùi này, đó, đèn pha, đấy, đây, đây là đèn báo đèn pha này, đèn pha này, cái này thì nó là đèn nét, nó không có chức năng xa gần, đây đấy, đấy nó cũng có chức năng chớp này. Xi nhan thì đây là cái chức năng xi nhan dừng khẩn cấp này. Còn đây là xi nhan từng bên một này. Đấy là xi nhan, nó có cả đèn lùi này, đấy, đây là cái đèn lùi này, đèn lùi thì nó có màu trắng, thì đèn lùi thì khi lùi thì nó sẽ đảo chiều động cơ. Cái hệ thống để lùi cái bộ nguồn đèn chiếu sáng và còi này thì nó ăn qua một cái con hạ nguồn 30A. Đây là bộ hạ nguồn này và điều khiển này. Đây là điều khiển và hạ nguồn 30A này. Còi này. Còi thì cái dây này là có chức năng bắt mát và khung các bạn nhé. Các bạn mua thiết bị bên mình thì cứ yên tâm là được đấu nối sẵn. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng những cái video mới lên.